Chào các bạn đang quay trở lại với kênh của Xe Điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là một số cái mẫu đèn mới bổ sung. Ở trong cái video mới đăng cách đây không lâu thì mình đã có đăng hết các cái loại đèn pha rồi. Tuy nhiên thì nó luôn luôn cập nhật mới về rất là nhiều loại. À, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn thêm 3 mẫu đèn pha cho xe 3-4 bánh, một mẫu đèn pha cho xe 3 bánh và một đôi mẫu đèn xi nhan đằng sau. Tất cả các loại đèn pha cho 3-4 bánh ấy thì là đều là đèn led hết. Cái đèn của 3 bánh ấy thì mình có cả led và bóng halogen. Cái loại hôm nay mình xin giới thiệu thì là loại đèn 3 bánh thì là bóng halogen, vì có một số bạn thì muốn sử dụng bóng halogen thì đến lúc nó cháy thì nó dễ thay thế. Và đèn hậu ở dưới này cũng là đèn led nốt. Tất cả những loại đèn led thì thường thường là sử dụng bóng 12V hết. Và đây cũng là một mẫu đèn pha nữa.